Vâng, xin chào quý vị các bạn, rất vui gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Thời tiết mấy hôm nay ngoài Bắc lạnh hơn rồi các bạn ạ. Mình phải mặc áo dài tay này, thời tiết này rất phù hợp với bạn là có gấu để chúng ta cùng nhau sưởi ấm cho nhau. Thì những bạn FBI chúng ta sẽ sưởi ấm một cách nào? Chúng ta sẽ sưởi ấm bằng một cái cây với giá trị tầm khoảng 6.9 triệu anh em nhé. Hơi ấm của nó thì tuyệt vời. Và chúng ta sẽ đến với chi tiết của nó ngay sau đây. Cấu hình trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu là cái yêu cầu của anh em mình nhận được trong thời gian gần đây. Anh em yêu cầu mình mua được cái tầm giá như vậy để có thể chiến được tất cả các tựa game. Thì thật ra để có thể chiến được tất cả các tựa game ấy, thì trên kênh mình đã có rất là nhiều clip như vậy rồi. Nó chỉ rơi vào tầm từ 5 triệu, 5 triệu 4, 5 triệu 6 thôi. Nhưng mà những cái linh kiện mình sử dụng trong những cái clip ấy thì nó ra đời cách đây cũng khá là lâu, từ 4 đến 5 năm, có những linh kiện đã 5 năm rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một cái cấu hình với những cái linh kiện nó tiệm cận với thế giới hiện đại hơn anh em nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chiếc main. Thì mình sẽ sử dụng main Asus H110 anh em nhé. Con này còn khá là mới này, mới mua tháng 11 năm 2017 đấy. Thì cái dòng H110 này nó sẽ tương ương như kiểu dòng H61 hay là H81. Đó là dòng những cái dòng main cơ bản nhất với những trang bị cơ bản nhất của cái công nghệ cùng cái đời đấy. Ví dụ như con H110 này nó sẽ trang bị tất cả những công nghệ cùng đời với B150, B250, Z170, Z270 anh em nhé. Thì cái trang bị cơ bản nhất của cái dòng H110 này đó chính là gì? Đó chính là PCIe 3.0 anh em này. Và hai khe RAM hỗ trợ DDR4 bớt tối đa là 2400 này. Và USB 3.0 này. Ngoài ra còn có cả SATA 3 với 6GB tốc độ anh em nhé. Thì đó là những trang bị cơ bản nhất mà chúng ta có thể sử dụng được hầu hết những cái linh kiện ở thời điểm hiện tại với cái mức hiệu năng gần như là cao nhất. Thì đó là về main rồi, còn chip thì sao? Với chip chúng ta sẽ sử dụng một con chip khá là rẻ và cái hiệu năng của nó thì cũng tương đối là cao. Anh em chờ một chút mình mở cho anh em xem. Hơi bị chặt đấy. Đây. Chip mình sẽ sử dụng một con chip G4560 anh em nhé, với xung cơ bản là 3.5GB với 2 nhân và 4 luồng. Con này chỉ được đánh giá thì không thua kém nhiều con i3 đời thứ 6 với đời thứ 7 mấy, bởi vì nó chỉ kém với vài tập lệnh về đồ họa thôi. Anh em chơi game không làm về đồ họa thì không phải lo lắng về vấn đề đó. Nó vẫn có hiệu năng tương đương như kiểu i3. Đấy là về mặt lý thuyết. Còn thực hành thì tí nữa chúng ta sẽ thử nghiệm trên các cái game anh em nhé. Thì đó là về main và chip rồi. Thế còn RAM thì sao? RAM mình đã mua được một thanh RAM khá là đẹp. Anh em không nên mua thanh này. Đó là thanh Amtech 8GB DDR4 bớt 2400. Con này có cả LED, có cả tản nhiệt. Anh em không nên mua con này. Mua cái loại RAM thường không tản cho nó rẻ. Hoặc là anh em có thể mua hai thanh 4GB còn rẻ hơn anh em nhé. Thì đó là về main, chip và RAM. Thì còn một thành phần nữa rất ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu năng của máy cũng như là các cái setting khi chúng ta chơi game, đó chính là cam màn hình, hay còn gọi là VGA. Thì hôm nay mình đã chọn được một con VGA đến từ hãng Inlo 3D GTX 1050T. Thì con này mình mua cũng con khá là ngon, còn nguyên cả hộp hạch này. Đấy, mình mở cho anh em xem. Còn nguyên cả phiếu bảo hành của phiếu mua hàng của công Hà Nội Computer này. Thì em này tương đối là nhỏ nhắn mi nhon thôi, hình dáng nó không ngầu lắm mà nó cũng không to lắm đâu anh em ạ. Các bạn chờ một chút mình lấy ra cho. Đây, các bạn có thể nhìn đây, em nó rất là bé. Mình để cái này sang bên cạnh. Em nó bé xíu này thôi anh em ạ. Đó, các bạn có thể nhìn này. Inno 3D GTX 1050 4GB anh em nhé. Và còn bảo hành đến 2019, tháng 11 năm 2019, là vừa tròn 1 năm nữa. Thì cái em nó có thân hình nó thật sự là bé hơn cả mấy con GTX 750T anh em nhé. Tuy bé như này thôi nhưng vẫn sử dụng GPU của 1050T nên anh em có thể yên tâm rằng nó có thể cày kéo được hầu hết các cái tựa game mà thể hiện hiện tại như kiểu PUBG, Far Cry 5, Battlefield hay GTA 5. Thì để có thể rõ hơn về hiệu năng của cấu hình này cũng như cái card này thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp vào để test xem là nó sẽ chạy như nào anh em nhé. Anh em chờ mình một chút, chúng ta sẽ cùng lắp vào để test. Đó, mình đã lắp tạm ra đây để test cho anh em xem nhé. Mình hết vỏ mất rồi, chưa kịp mua lắp, mình mua sau vậy. 1, 2, 3.
Ơ quên chưa bởi nguồn. Đây. Đó. Nhìn chưa? Ủa, lên cái ram led nó sáng đẹp không anh em? Rất là màu mè. Nó chỉ mang tính chất trang trí thôi nhưng mà nhìn cũng khá vui mắt anh em ạ. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính để test các tựa game của chúng ta xem nó chạy như nào anh em nhé. Có hình của em nó đây các bạn nha. G này 4560 này. 2 core 4 thớt này. Main là Asus H110 này. RAM là 8GB single chain này. Bớt là 2400. Cặp màn hình là 1050T. RAM 4GB anh em nha. Đó, ok, let's go. Chúng ta sẽ đến với các tựa game. Bật cái đồ FPS này đã. Rồi anh em chúng ta sẽ bắt đầu với setting game của nó. Rồi anh em chúng ta. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với setting của nó anh em nhé. Video này. Mình vẫn để Vulcha từ lần trước thôi, cứ để Vulcha cũng được. Chúng ta test thử xem như nào các bạn nhé. Các bạn xem chỉ số CPU với cả GPU cả. Khá là ok mà chúng ta đang max setting ấy. Phê đừng hỏi. Lợn này xông hẳn lên chiến sĩ, xông hẳn ra chiến trường xem như nào anh em nhé. Xông hẳn sang bên kia chiến tuyến. FPS vẫn đang rất ổn định ở phần 50 FPS mà chúng ta đang marketing anh em nhé. Chết con lợn này. Xông hẳn sang bên kia chiến tuyến. Đi dịch ra xem nào. Cảm tử quân luôn. Ra đi thôi. Các bạn có thể thấy là cái nhiệt độ và cái phần trăm nó chạy tương đối là ok. Mà chúng ta đang ở max setting như này là quá ok rồi anh em nhé. Chúng ta sẽ chuyển qua tựa game khác xem như nào anh em nhé. Rồi chúng ta cùng đến với setting của em nó anh em nhé. Cái này mình lần trước mình đang để là max setting ấy, thì chắc là cũng sẽ để max setting luôn thôi. Ok rồi, max setting ta sẽ đến với GTA 5. Chúng ta sẽ đến với GTA 5. Xe rất là đẹp, FPS đang đứng ở trên 60 FPS. Và chúng ta đang có một setting là max anh em nhé. Max GTA 5. GPU và CPU hoạt động gần như tương đương. Nhiệt độ thì vô cùng mát mẻ. Và chúng ta đang dùng tản stock, chẳng tản khí, tản khí gì cả các bạn nhé. Chip G mà cần gì tản khí làm gì. GPU lên 100% rồi. Vẫn ok, FPS đang đứng ổn định luôn. Nói chung là để chơi game không thì cấu hình là quá ok rồi, chả có gì phải nghĩ các bạn ạ. FPS thì chẳng tụt, chẳng tăng mấy, chỉ loanh quanh giảm 1-2 điểm. Hình ảnh vô cùng đẹp. Đó, game rất là mượt mà luôn. Đua xe như đúng rồi các bạn. VRAM mới sử dụng có 3GB thôi. Không có nghĩa gì cả, con này 4GB RAM cơ mà. Rồi các bạn xem lại setting của nó ở đây các bạn nha. Mình đang để Ultra đấy các bạn nha. Cho nó gấu. Ok. Chúng ta sẽ để đến với cuộc chạy trốn của anh cảnh sát. Với những tên trộm. Mấy con lợn này. Ây quần, bắn mang này không chết à? Ôi chạy nhanh chạy nhanh. Úi giời. Chạy đi. Làm gì lâu ấy. Chết mấy con lợn này. Max setting mà chúng ta đang có mức FPS tương đối là ngon. Bốn mấy. Mà nó bắn tí chết các bạn ạ. Mấy trộm manh động phết. Là làm con hươu không nào? Làm con hươu về lướng. Ôi chạy mất rồi. Quẩy cái anh mà ăn được à? Nói chung là khá ok anh em ạ. Không thấy có hiện tượng giật lag gì cả. Chạy mượt mà luôn.
cấu hình chiếu của bạn đây. Đấy. Đang bắn nhau thì có người bắn chiếu các bạn. Nói chung là chúng ta cũng chỉ cần test vậy thôi đúng không các bạn? Khá là ok rồi, không thấy rứt lag gì cả. Nhiệt độ CPU và GPU đều rất mát mẻ. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang tựa game khác anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với tựa game mà ngốn cấu hình nhất, đó chính là BOBG. Với mức setting mình đang để là medium các bạn nhá, để xem là nó sẽ đáp ứng cái trò này như thế nào. Chúng ta đang bị drop FPS 1-2 phát. Nhảy chỗ đông người đang bị drop FPS một chút. Xuống ui đồng tí kia. Liệu xuống có phát có chết ngay không anh em nhỉ? Thôi mình nhảy ra ngoài một tí để xem nó hoạt động như nào về hiệu năng nhé các bạn nhé. Chứ chết luôn thì không nhìn thấy cái gì. Đó, chúng ta đã đáp xuống rồi. Vừa lấy chúng ta nhảy dù thì FPS có tụt khá nhiều đấy. Tuy nhiên thì đến đây tương đối ổn định rồi. FPS đã vọt lên 50 rồi. Đó. Chạy ok luôn. Và đến đây thì FPS hẳn lên hẳn 60 các bạn nhé. Chúng ta sẽ test thử một chút xong rồi mình sẽ chuyển về mức setting về low và xem FPS nó như thế nào các bạn nhé. Và đây FPS lên 7 mấy rồi các bạn ạ. Lúc mà chúng ta nhảy dù ở ngoài kia đông quá nên là FPS nó bị drop tương đối đấy, xuống còn 2 mấy ấy. Tuy nhiên thì và đây còn một mình ta cái FPS lên 7 mấy rồi. FPS đang 6 mấy rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển về Velo xem như thế nào nhé. Velo cái FPS nhảy lên 70 rồi. 80 rồi. Velo cái FPS lên 80 rồi. Và chỗ đông người xem nào. Velo nhưng hình ảnh vẫn rất đẹp các bạn nhé. Đó các bạn xem qua cái điện thoại của mình ấy. Có thể nhìn nó không rõ lắm. Sao có một cái xác ở đây rồi. FPS 7 mấy kìa. Nhiệt độ CPU với GPU vẫn rất là mát kìa. Và hoạt động mới có mấy chục phần trăm thôi. Chúng ta để ve lâu cái thì GPU xuống còn 76% rồi. Thích khách ở đâu nhỉ? Kia. Khẩu này hơi bị giật. Đấy, chúng ta đang có 80 FPS, chúng ta đang để ve lâu các bạn nhé. Và mình cũng vẫn đang test bằng wifi đấy, bằng cái cạc wifi chứ không phải dây các bạn nhé. Nên là tốc độ mạng nhiều khi nó cũng hơi chuối chuối. Đây là yêu cầu các bạn là để test Velo để xem FPS nó như nào thì mình mới để thôi. Còn bình thường chúng ta cứ để medium chơi là ngon rồi. Ấy ồ, ở đâu đấy? Ui rồi sao đi? Té mất rồi. Thôi nói chung là với mức FPS như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là nó có thể cân tốt tựa game này rồi đúng không anh em? Giờ chúng ta sẽ chuyển sang PUBG Mobile nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cái setting của BOBG Mobile các bạn nhá. Chúng ta chuyển đến HD xem nào. Ok. Let's go. BOBG Mobile để xem cái cấu hình 6 củ 9 của chúng ta sẽ chơi như thế nào các bạn nhá. Thật ra cái BOBG Mobi này ăn cái CPU là chính rồi, ăn GPU cũng không nhiều lắm bằng cái CPU. Nên chúng ta sẽ thử xem như nào. Đấy các bạn có thể nhìn thấy cái chỉ số ở GPU này. Chỉ có 10% này. Trong khi CPU đang hoạt động 77% này. Với mức setting để HD rồi mà FPS có vẻ hơi thấp. Chúng ta đang có cũng cao đấy. Nhảy dù là 40 mấy FPS đấy các bạn. Đó. Chúng ta chip G thôi. Không có gì phải lăn tăn nhiều. Chạy dầm luôn các bạn ạ. Chúng ta lại xem một lần tập huấn quân sự với cái thôi rồi. Trước kịp làm gì đã tạch rồi các bạn. Nói chung là chúng ta chỉ cần test như vậy là cũng thấy ok rồi các bạn. Các bạn sẽ chiêm ngưỡng lại em nói lần cuối trước khi chúng ta dừng video clip ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Em này tuy rất là bé nhưng mà
Hiệu năng của em nó không hề bé tí nào các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.